Hello, hello Văn Sa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Văn Sa Cuộc Sống Mỹ. Nay 29 tháng 10, Văn Sa đã làm rất nhiều những cái video rồi. Thì bây giờ còn lại cái bức thư chi tiết của cái sự phản hồi của ông Mnuchin Trần với phản hồi lại bức thư của bà Pelosi. Thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay, rất nhiều những trang báo đã đăng là bà Pelosi và ông Mnuchin Trần là giống như là cả hai đã đàm phán với nhau trong suốt tháng qua, bao nhiêu cuộc gọi điện, và đến ngày hôm nay thì họ có những cái sự trái ngược nhau. Và hầu như là sau khi nhận được cái phản hồi của lá thư của ông Mnuchin Trần thì bà Nancy Pelosi thấy bất ngờ vì cái khoản mà bà mong đợi nhất thì lại không được ông nhắc đến. Thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết và biết được cái con số chính thức của cái gói cứu trợ. Hiện tại thì gói cứu trợ của bên Đảng Cộng Hòa đã được nâng lên con số là 1.920 tỷ quý vị nha, và bên đảng Dân Chủ là 2.2 tỷ. Thì nội dung như sau. Trước hết là về cái phần language testing vaccine đó quý vị, thì họ vẫn còn cái sự bàn cãi giữa cái sự quyết định chọn được cái từ mà từ cái từ suit này chuyển sang cái từ can này, và từ cái từ straw thì chuyển sang cái từ mây, và rất nhiều cái nội dung ở bên trong nữa. Thì họ đã đưa ra cái sự tranh cãi từ rất lâu rồi, và đến hôm nay thì trong cái bức thư trả lời của ông Mnuchin Trần thì không được có rõ ràng. Ông toàn viết những cái điều mà giống như nó không có rõ ràng được là đã biết được là chính xác đồng ý hay chưa đâu quý vị. Nên là bà Nancy Pelosi cũng rất là bực tức. Và đây là cái nội dung của hai cái bức thư. Thì như quý vị thấy ở bên bà Pelosi sáng nay bà gửi cái bức thư, bà ấy yêu cầu về những cái phần rất nhiều những cái phần từ trước đến nay họ đàm phán, thì bà ấy confirm lại một lần này, và bà ấy đưa ra 6 cái yêu cầu để cho ông Mnuchin Trần chuẩn bị. Và còn bên đây thì là những cái điều mà ông Mnuchin Trần ông ấy nói là trong cái cơ quan của ông ấy, chủ tịch hội đồng và bên Đảng Cộng Hòa cũng đã bàn thảo với nhau và sẽ gửi cho bà ấy biết cái chi tiết nội dung của những cái khoản này, là họ đã đưa đến những cái chi tiết như thế nào. Thì ông sẽ gửi cho bà ấy, thì để xem ông gửi như nào, bà sẽ cập nhật chia sẻ cho quý vị. Còn lại ở bên bà Pelosi thì bà yêu cầu phải đạt được những cái thỏa thuận trên cái phần chiến lược quốc gia, rồi thì phần xét nghiệm testing vaccine tracing, rồi thì cái phần trường học, thì rồi cả cái phần liability này là cái trách nhiệm pháp lý đó quý vị. Thì rồi phần child care tax credit này, rồi phần tiền thất nghiệp này, và local and government. Thì như quý vị thấy ở cái phần thứ nhất này, phần thứ hai này, phần thứ ba này, phần thứ ba này thì bên Đảng Cộng Hòa cũng đã deal được với họ ở cái phần worker, cái phần công nhân mà có cái protect cho công nhân trong cái mùa dịch á, thì là họ đã đồng ý trên khoản này rồi. Còn lại ở trong những nội dung business, rủi ro, trường học, rồi tuyến đầu thì họ vẫn chưa có đàm phán quý vị nha. Còn cái phần child care này thì hôm nay ông Mnuchin Trần đã không có đưa ra cái đàm phán chấp nhận trên cái phần child care và cái phần trường học. Trường học thì bên Đảng Dân Chủ đã nâng lên 224 tỷ rồi, hôm trước là từ 200 nâng lên 208 và hôm nay đã là 224. Trong khi đó thì bên Đảng Cộng Hòa thì chỉ có 105 thôi. Và hôm nay thì có một cái tin làm cho bà rất là bực tức, là cái phần trường học này là một này, phần child care là hai, và phần tiền thất nghiệp là ba. Ba cái phần này, là ba cái mục này, là ông Mnuchin ông ấy nói là ông không có deal được ở trên ba cái phần đấy theo cái yêu cầu của bà ấy đâu, có nghĩa là sẽ chỉ có giảm tiền xuống chứ không có nâng tiền lên. Và cả cái phần government, local and government state này nữa, là cái khoản 300 của bên Đảng Cộng Hòa họ vẫn muốn giữ vững, họ không muốn bỏ ra. Thì hai cái bên này đang đối nghịch với nhau, một bên 417, từ 436 xuống 417, và bây giờ là 300 của bên Đảng Cộng Hòa. Thì họ vẫn không có muốn đi ở trên cái phần 50 tỷ bang này. Còn lại phần tiền thất nghiệp 600 này họ cũng từ chối deal nha quý vị nha, họ vẫn giữ cái 400. Họ vẫn giữ cái 400 và họ từ chối deal 600. Và cái phần school này cũng vậy đó, thì họ vẫn còn trong những cái đó, là họ hôm nay họ không có ghi vào trong cái mục trả lời thư, thì họ nói là họ từ chối trên cái khoản deal của những cái phần đó.
thì bà Nancy Pelosi bây giờ để xem bà sẽ phản ứng như thế nào. Bà mới chỉ đưa ra cái bài báo là hai người có những cái quan điểm từ trước đến nay bao nhiêu ngày tháng đã đàm phán với nhau rồi, mà hôm nay bất ngờ với những cái điều mà ông ấy đồng ý thì bà rất là vui mừng cho những cái khoản ông đồng ý, nhưng mà cái khoản mà ông từ chối thì lại là những cái khoản mà bà ấy luôn luôn mong muốn ở cái những cái khoản đó. Thành ra là họ đang có một cái sự xung đột rất là mạnh ở trong cái lá thư phản hồi của ngày hôm nay. Thì Vanessa sáng nay chia sẻ cho quý vị nó không có được rõ ràng chi tiết trên từng mục, thì bây giờ em mới chia đưa ra những cái mục này ra cho quý vị để quý vị biết được là họ còn gặp nhau ở những cái gì và họ còn ở những cái gì. Còn ở cái phần của bên Đảng Cộng Hòa thì hôm nay họ họp và họ đưa ra những cái phần về những cái sự cho phép, rồi về những cái small business, rồi về những cái tín dụng thuế duy trì người nhận này, rồi những cái rồi rental assistance này, cái khoản này hỗ trợ cho người thuê nhà quý vị, rồi cái broadband này là của bên băng tần giống như là kiểu bên mạng xã hội wifi, cái mạng mở rộng xã hội đó quý vị. Còn cái phần thứ sáu này là cái mục dịch vụ bưu chính và nông nghiệp, thì họ nói là họ sẽ gửi cái chi tiết của những cái khoản này để cho bà Nancy Pelosi được biết để xem bà có ok hay không, tại vì tất cả các cái khoản họ đều làm lại hết rồi, và sau khi họ review họ làm lại hết tất cả những cái khoản này thì cái số tiền nó ra là 1.92, có nghĩa là 1.920 tỷ đó quý vị, chứ không phải là 1.900 nữa. Thì chúng ta cùng chờ đợi xem họ sẽ đi đến với những cái quyết định như thế nào. Thì đấy là về cái phần gói cứu trợ. Và hôm nay thì đã có rất nhiều bài báo đưa ra về những cái đổ lỗi cho bên Đảng Cộng Hòa và phía Tổng thống Donald Trump, và bà Nancy vẫn tiếp tục đổ lỗi trên những cái mục deal, và cho rằng ở bên Cộng Hòa không chịu bỏ thêm tiền vào. Thì bên cạnh đó thì như chúng ta đã thấy là Cộng Hòa thì họ cho rằng họ đã nợ quá nhiều rồi, bây giờ cái khoản tiền này nâng lên quá nhiều thì họ sẽ không có cáng đáng được. Như quý vị thấy ở trong mục tiền thất nghiệp thì cũng rơi vào 100, và cái tiền local and state cũng rơi vào hơn 100 phải bù thêm, và cái phần school thì cũng hơn 100 phải bù thêm. Như vậy là tổng cộng bây giờ họ sẽ phải bù thêm hơn 300. Thì như vậy là họ cho rằng nó quá nhiều, họ cho rằng hơn 300 đó là giống như một cái khoản cứu trợ nhỏ rồi, thành ra là họ không có đồng ý đâu quý vị. Thì bây giờ nói chung là những cái tin nó khá buồn, nhưng mà Vanessa cũng không biết phải làm nào cả, em chỉ đọc tin tức để chia sẻ cho quý vị thôi. Cũng rất sorry quý vị ở những cái tin tức buồn này, thì ngày mai họ tiếp tục có những thông tin mới đâu quý vị, thì họ sẽ gửi thư để đàm phán tiếp hay họ gọi điện, thì ngày mai Vanessa sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Thì đó là những cái thông tin của về gói cứu trợ, thì Vanessa cũng chia sẻ đến đây thôi. Và trong những cái thông tin của vaccine thì hôm nay cũng có rất nhiều thông tin về cái Gilead, họ cũng đưa ra những cái thông tin mới nhất này, thì vào ngày mai Vanessa sẽ chia sẻ với quý vị trong cái live stream, tại vì nó rất là dài, bây giờ nếu mà em đọc ra thì nó rất là dài. Và tiền thất nghiệp chắc các cái tiểu bang Vanessa cũng đang cập nhật, và ngày mai em cũng sẽ chia sẻ trong live stream cho quý vị. Và tình hình về chạy đua bầu cử như thế nào, con số cho đến ngày hôm nay thì đã lên tới hơn 7 triệu người đã đi vote rồi, thì chúng ta sẽ chỉ còn rất ít ngày nữa thôi. Ngày mai là sẽ chỉ còn 4 ngày là đến ngày bầu cử. Thì em sẽ cập nhật tiếp những cái nội dung của cái cuộc chạy đua bầu cử cho quý vị, cùng được cập nhật những cái thông tin gần nhất và sớm nhất của hai bên, một bên là Tổng thống Donald Trump, một bên là ông Joe quý vị nha. Và Vanessa cũng xin dừng cái video tại đây, và hy vọng là từ nay đến ngày bầu cử tiến triển, cho dù là sau bầu cử chúng ta mới nhận được cái gói cứu trợ này đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn mong mỏi Tổng thống Donald Trump trúng cử để cái gói cứu trợ này được đến tay người dân sớm nhất. Còn một cái thông tin nữa là về cái phần tiền 1.200 của lần 1 và cái phần 500 của trẻ em đó quý vị. Thì hôm trước của trẻ em họ đã dependent, họ đã đáo hạn, họ đã deadline rồi, nhưng hôm nay họ đã gia hạn thêm rồi quý vị nha. Thì em sẽ để cái đường link vào đây cho quý vị, ai mà còn bị thiếu cái tiền của trẻ em và 1.200 của người lớn ở lần 1 á, thì quý vị tiếp tục claim, cập nhật để vào cái đường link đó điền thông tin để nhận trong năm nay quý vị nha. Tại vì cái tiền 500 và 1.200 là họ sẵn sàng rồi, bây giờ chỉ chờ quý vị update cái thông tin của quý vị thôi là họ sẽ gửi tiền về cho quý vị.
Đó thì là cái thông tin của ngày hôm nay Văn Sàng muốn chia sẻ với quý vị. Rất mong quý vị hãy like, share video để ủng hộ cho Văn Sàng cũng như đăng ký kênh để nhận những cái video mới nhất. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye.